Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cuộc chiến phe phái trở nên dữ dội. Ngày 11 tháng 5, một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo chấm D rằng, trong khi Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam anh vợ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với cáo buộc liên quan đến vụ hậu pháo, thì Bộ Quốc phòng đang vào cuộc vụ công ty Xuân Cầu Holding của Tô Dũng, em ruột Tô Lâm. Theo nguồn tin này, hiện nay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà quê Hà Tĩnh vẫn hoạt động bình thường nhưng bị cấm xuất cảnh và đây là hình ông Tô Dũng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty Xuân Cầu, em trai Đương Kim Bộ trưởng Công an, Tô Lâm. Làng Xuân Cầu là nơi sinh của Tô Lâm, thuộc tỉnh Hưng Yên, được dùng làm tên của công ty cổ phần Xuân Cầu Holding. Công ty này là một tập đoàn đa ngành, được thành lập từ năm 2000, có trụ sở chính tại Hà Nội, do 6 cổ đông tham gia góp vốn, toàn là người của đại gia đình họ Tô ở Xuân Cầu. Tô Dũng nắm giữ hơn 61%, Tô Thị Thu Hiền hơn 16%. Tô Duy 11%, Tô Hồ Thu hơn 7%, Bùi Quang Hiếu 3% và Nguyễn Hùng Mạnh không phải 22% vốn điều lệ. Tô Dũng sinh năm 1962, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty Xuân Cầu Holding là em trai Tô Lâm sinh năm 1957. Tô Duy sinh năm 1992 là con trai Tô Dũng, cha làm chủ tịch, con giữ chức giám đốc phát triển kinh doanh của công ty Xuân Cầu Holding. Tô Thị Thu Hiền, em gái Tô Lâm, Quân đội từ trước đến nay đứng ngoài mọi tranh chấp phe phái, hình như nay đã bắt đầu vào cuộc hoặc bị lôi kéo vào cuộc chăng. Bên cạnh đó, ngày 10 tháng 5, báo tiếng dân cho biết, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thành đã bỏ kê cho tập đoàn Cityland của Bùi Mạnh Hưng cướp đất quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 với rất nhiều tai tiếng ông bị Đại hội Đảng 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam loại khỏi cuộc chơi vào tháng 2 năm 2016. Cùng lúc con trai ông, Đại tá Phùng Quang, Phùng Thanh Hải cũng bị tước quân tịch đuổi về vườn. Trước đó có tin đồn, ông Thanh với sự hậu thuẫn của Trung Quốc đã chủ mưu một cuộc nổi loạn, đảo chính nhưng bất thành trong nội bộ đảng trước Đại hội 12. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị bại lộ do tình báo Mỹ thông báo cho Bộ Công an Việt Nam với Bộ trưởng lúc đó là Trần Đại Quang. Tướng Thanh mất năm 2021. Và đây là hình mối quan hệ nào giữa Bùi Mạnh Hưng và Tô Dũng? Mối liên hệ giữa Tô Dũng, em trai Tô Lâm và Bùi Mạnh Hưng, đệ tử của Phùng Quang Thanh nằm ở chỗ. Mới đây, ngày 2 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định chấp thuận dự án khu đô thị thương mại và nhà ở sông Bùi. Dự án này do liên danh giữa công ty cổ phần Xuân Cầu Holding với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố, tức Cityland, làm chủ đầu tư diện tích được phê duyệt là 60,3 hecta, tổng vốn 5.500 tỷ đồng, trong đó Xuân Cầu góp 85% vốn, Cityland góp 15%. Tác giả Hồng Ngọc cho biết, ông chủ tập đoàn Cityland là Bùi Mạnh Hưng, sinh năm 1972, dân tộc Mường, quê tỉnh Hòa Bình, là bạn chí cốt của Phùng Quang Hải, con trai đại tướng Phùng Quang Thanh. Sau khi cha con Phùng Quang Thanh bị thất sủng, Bùi Mạnh Hưng cũng trải qua một giai đoạn hoảng hốt, lo sợ, thể hiện qua việc chuyển đổi cổ phần của CityLand lòng vòng cho người nhà. Cho đến nay, bà Bùi Thị Yến, mẹ của Hưng, vẫn đang nắm giữ 95% cổ phần của CityLand. Tuy nhiên, đến lúc này, theo tác giả Hồng Ngọc, CityLand và Bùi Mạnh Hưng vẫn vẫn như bàn thạch bất chấp lò bác trọng, bất chấp các kết luận của thanh tra chính phủ năm 2021 hay báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực 5 năm 2018 về những sai phạm nghiêm trọng trong các dự án mà CityLand làm chủ đầu tư. Như vậy, phải chăng sau chút thất thần khi chủ cũ gặp nạn, Bùi Mạnh Hưng đã tìm được che chở mới. Tất nhiên cái ô này cũng phải to ngang ngửa ô Phùng Quang Thanh thì mới đủ sức che chắn cho những sai phạm tay trời của Cityland. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cuộc chiến phe phái trở nên dữ dội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam khiến EU thất vọng vì từ chối tiếp quan chức EU có thể vì đón tiếp Putin. BBC Tiếng Việt ngày 10 tháng 5 nêu thắc mắc Việt Nam sắp đón ông Putin hay bận gì mà từ chối tiếp quan chức EU? BBC dẫn tin từ một trang tin quốc tế cho hay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm cho Liên minh châu Âu tức EU khó chịu khi hoãn cuộc họp vào tuần tới với quan chức hàng đầu của tổ chức này trước thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đến thăm Hà Nội. BBC nhắc lại, Hà Nội tránh lên án việc Nga xâm lược Ukraine và các nước phương Tây cho rằng đây là một quan điểm quá gần gũi với Điện Kremlin. Việt Nam cho đến nay luôn khẳng định là bạn là đối tác tin cậy của Liên bang Nga luôn nhắc lại sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây cũng như Nga ngày nay. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết một số nhà ngoại giao đã xác nhận việc Hà Nội yêu cầu hoãn gặp ông David O'Sullivan, đặc phái viên chuyên về các lệnh trừng phạt của EU sẽ đến thăm Đông Nam Á vào giữa tháng 5 và dự kiến gặp mặt các quan chức Việt Nam vào các ngày 13 và 14 tháng 5. Việt Nam đề nghị lấy tháng 7 làm thời điểm thay thế. BBC dẫn hãng tin quốc tế cho hay các nguồn tin ngoại giao nói rằng sự trì hoãn này có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm có thể sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Hà Nội. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào của Việt Nam với đặc phái viên EU đều có thể phá hỏng chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga. BBC cũng nhắc lại việc truyền thông trong nước vào đầu tháng 3 năm 2024, đưa tin ông Putin sẽ nhận lời mời sang thăm Việt Nam từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng chưa có thời gian cụ thể. Hãng tin quốc tế cho hay, phái đoàn ngoại giao EU tại Hà Nội đã tuyên bố việc hoãn cuộc gặp là đáng thất vọng và họ đang thảo luận với chính quyền Việt Nam về thời điểm mới. Theo BBC, EU là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam và công việc của ông O'Sullivan liên quan đến việc ngăn không để cho các quốc gia giúp Nga hoặc các quốc gia khác mà EU áp lệnh trừng phạt. Hãng tin quốc tế cho rằng hiện không có bằng chứng nào cho thấy Việt Nam đề nghị giúp đỡ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao nhận định khó phát hiện bất kỳ giao dịch thương mại nào giữa Việt Nam và Nga vi phạm lệnh trừng phạt của EU, đặc biệt nếu liên quan đến chip hoặc các linh kiện nhỏ khác. Và đây là hình tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã. Vẫn theo BBC, tổng thống Nga từng công du Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Việt Nam nằm trong số ít quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Trung Quốc có lãnh đạo nhiệt liệt chúc mừng ông Putin tái đắc cử để bước vào nhiệm kỳ năm tổng thống Nga trong cuộc bầu cử bị phương Tây chỉ trích là giả hiệu. Ông Putin bị Tòa án hình sự quốc tế ICC phát lệnh truy nã vào tháng 3 năm 2023 vì liên quan đến các tội ác chiến tranh, bao gồm cả việc bắt nhiều trẻ em từ Ukraine đưa về Nga. Từ thời điểm đó, ông Putin đã công du đến các nước không phải là thành viên của ICC và Việt Nam hiện không phải là thành viên của ICC nên ông Putin sẽ không bị bắt tại đây. BBC nhận xét, bên cạnh việc Nga là nhà cung cấp vũ khí truyền thống, mối quan hệ đặc biệt giữa Hà Nội và Moscow được coi là sự kế thừa về tình cảm từ thời Liên Xô. Nhiều lãnh đạo cấp cao, quan chức các cấp, trí thức, doanh nhân Việt Nam từng học tập tại Liên Xô và nước Nga, thường giữ tình cảm đặc biệt với Nga và cả ông Putin. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang có những xáo trộn chưa từng thấy ở chính trị thượng tầng Điều này khiến Việt Nam dần mất đi hình ảnh một đất nước ổn định chính trị mà giới lãnh đạo luôn quảng bá. Trong những ngày sắp tới, giới lãnh đạo Việt Nam hẳn sẽ bận rộn cho việc sắp xếp nhân sự cấp cao. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam khiến EU thất vọng vì từ chối tiếp quan chức EU có thể vì đón tiếp Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của Thầy Báo Châm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.